Source. Source. Mean. Mean. Describe. Describe. Reviewer. Reviewer. Class. Class. Belong. Belong. Imagine. Imagine. Dip. Dip. Page. Page. Digest. Digest. Chew. Chew. Swallow. Swallow. Taste. Taste. Subject. Subject. Unit 11. Books. Part A. Reading. Page 118. On the subject of reading, Francis Bacon, who lived at about the same time as Shakespeare, wrote these words: "Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested." This good advice shows how it is possible to read different types of books in different ways. For example, you might pick up a travel book and read a few pages before going to sleep. It is enough to dip into it and read bits here and there. In a word, this is tasting. Some stories are for swallowing. Imagine that you have found a good story and, what is even more important, the time to enjoy it. You might be on holiday or on a long train journey. If it is a good book, you might say, "It's so good I can't put it down." But not all stories belong to this class. Reviewers sometimes describe books as hard to put down or hard to pick up again. Other books are for reading slowly and carefully. If it is a book on a subject that you are interested in, you will want to chew and digest it. That does not mean reading it too slowly. When you pick up a book for the first time, check that it is not too difficult. Do not start a book unless you can see from the first few pages that it is one you can easily read and understand. Some people think that as more and more people have television in their homes, fewer and fewer people will buy books to read. Why read when television can bring you all the information and stories with color picture and action? But in fact, television has not killed reading. Today, more books of every kind are sold than ever before. Books are still a cheap way to get information and entertainment, and you can keep a book forever and read it many times. Books in the home are a wonderful source of knowledge and pleasure. Nói về chủ đề đọc sách, Francis Bacon, người sống cùng thời với Shakespeare, thì viết những lời này. Một số sách thì được dùng để đọc thử qua, một số sách khác thì được đọc theo kiểu ngấu nghiến, và một số quyển sách khác thì phải đọc thật là kỹ lưỡng và suy ngẫm. Lời khuyên hay này cho chúng ta thấy chúng ta có thể đọc những loại sách khác nhau theo những cách khác nhau. Ví dụ, bạn có thể cầm một quyển sách du lịch lên và đọc một vài trang trước khi đi ngủ. Đọc chỗ này một ít và chỗ kia một ít, vậy là đủ. Nói tóm lại, đây là đọc thử.
có một vài quyển truyện, có một vài câu chuyện là để cho chúng ta đọc ngấu nghiến. Hãy tưởng tượng rằng bạn tìm thấy một quyển truyện hay, và điều gì còn quan trọng hơn nữa, đó chính là thời gian để tận hưởng nó. Bạn có thể đang đi nghỉ, hoặc bạn đang có một cuộc hành trình dài trên xe lửa. Nếu như đó là một quyển sách hay, bạn có thể nói nó thật là hay, tôi không thể nào đặt nó xuống được. Nhưng không phải tất cả các quyển sách truyện đều thuộc về thể loại này. Các nhà phê bình thỉnh thoảng miêu tả các quyển sách bằng các cụm từ như là thật khó mà bỏ xuống được hoặc là thật khó để cầm lên để đọc lại. Một số sách khác thì được dùng để đọc thật là chậm rãi và cẩn thận. Nếu như đó là một quyển sách về chủ đề mà bạn thực sự rất là thích, thì bạn sẽ muốn đọc, suy nghĩ và nghiền ngẫm về nó. Điều đó không có nghĩa là đọc quá chậm. Khi bạn cầm một quyển sách lên, lần đầu tiên, hãy kiểm tra để chắc chắn rằng nó không quá khó. Đừng bắt đầu đọc sách trừ khi bạn có thể cảm thấy những trang đầu thật là dễ đọc và dễ hiểu. Một số người thì nghĩ rằng bởi vì ngày càng có nhiều người có tivi trong nhà của họ, cho nên ngày càng ít người mua sách để đọc. Tại sao phải đọc khi tivi có thể đem lại cho bạn tất cả những thông tin và những câu chuyện với màu sắc, tranh ảnh và các hành động? Nhưng trong thực tế, tivi không giết chết việc đọc sách. Ngày nay thì có nhiều sách của mỗi thể loại được bán hơn trước đây. Sách vẫn còn là một phương tiện, là một cách thức rất là rẻ tiền để tiếp cận thông tin và sự giải trí. Và bạn có thể giữ một quyển sách mãi mãi và đọc nó nhiều lần. Những quyển sách trong nhà chính là những nguồn kiến thức và niềm vui thật là tuyệt vời.